anh. Chị? Anh đi làm hả? Ừ. Trưa nhớ về ăn cơm nha. Ăn cơm hả? Nhưng mà công việc ở công ty còn nhiều lắm. Thôi trưa về ăn cơm đi. Bởi vì ở nhà đang có một người phụ nữ cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp, nữ công gia chánh giỏi giang chờ anh về nhà ăn cơm á. Wow, bộ em gái mới lên à?